Xin chào tất cả các bác. Hôm nay bên shop mẹ giới thiệu với các bác một loại hạt giống, đó là xà lách san chu của Trung nha. Đây, mồi gọt ngói nguyên bao bì như thế này, hàng của Trung. Được rất là nhiều hạt luôn. Hai nghìn hạt ạ. Rất là nhiều. Các bác nghe thấy tiếng sóc chưa ạ? Đó, bảo quản, bên shop bảo quản cái hạt này rất là ok nha. Đó, tỷ lệ nảy mầm khá là cao nha, gần như là tỷ lệ đạt 100% luôn. Đó, các bác cứ ủ và khăn ẩm là nó lại mầm hết. Đây ạ, một gói được 2.000 hạt, được rất là nhiều hạt luôn. Xà lách san chu hàng Trung.